Quảng Nam Nguyễn Ngọc Trung, khi cùng em đi trả 10 triệu đồng đã tham gia ẩu đả tại nhà chủ nợ, đâm chết người. Nguyễn Ngọc Trung 32 tuổi, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, chiều 24 tháng 2, Nguyễn Ngọc Trung tại phiên tòa sơ thẩm chiều 24 tháng 2, ẩm, Đắc Thành. Bản án xác định, cuối tháng 3 năm 2018, anh Nguyễn Tấn Dũng 36 tuổi, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, vay Nguyễn Thế Lâm 10 triệu đồng, thỏa thuận trả lãi hàng tháng 1,5 triệu đồng. Dũng không thực hiện cam kết nên chủ nợ nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Dũng nhờ em họ là Trung chở đi trả tiền. Đến nơi Trung đứng ngoài chờ, Dũng đi vào trong nhà gặp Nguyễn Thanh Huân, Hồ Việt Thắng hai người được Lâm thuê đi đòi tiền, song không đưa tiền với lý do phải giao trực tiếp cho Lâm. Trong lúc ẩu đả, Trung vào can ngăn nhưng bị Huân dùng cây ba trắc đánh vào đầu. Đáp trả, Trung sau đó dùng kéo đâm chết Thắng. Nhà chức trách xác định Lâm kinh doanh dịch vụ cho vay nặng lãi, nên tách để xử lý trong vụ án khác cùng một số người. Let's Love Us, Oi.